xong. Chết. Chết queo luôn cả nhà. Cá quá bự chết ủ đi. Sang xin chào của buổi sáng cả nhà nha. Hôm nay thì anh em sang thả lưới tiếp nha cả nhà. Tại vì xuống gần đêm á cho nên sáng sớm bổ luôn nha. Bổ ra giữa xong rồi luôn. Hôm nay chơi lớn luôn cả nhà. Bổ hết lưới luôn. Bổ ra tới ngoài xà lan rồi đó. Đó, cái cờ lúc rồi đó. Cho nên hôm nay hai anh em sang bổ sớm, còn anh em tao ngoài sào còn nhiều. Rồi, ngày mới xin chúc cả nhà ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thành công trong việc nha. Quá cả nhà, là hai anh em sang thả một dạo là 5 con cóc nè, dính thấy ham. Dưới đi với anh hai của sang quay cho cả nhà clip xem, dính chùm chùm luôn. Đó. Này là anh Sáu nè. Rồi, tới nào hai anh em sang kéo lưới đó cả nhà, rồi sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Anh em sang kéo lưới nha cả nhà. Vô vô. Ba tí à. Quá đã luôn. Ít sao mà lớn chút xíu rồi. Cái lo cái gì dẫn qua làm cột cột cột. Sao mặt lưới này con chút xíu rồi nè, không lọt luôn nè. Này cho mặt lưới giá gì rồi. Què đó. Giá. Giá nó còn cao. Ấy gì lọt đó. Chạy mặt lại còn có chút xíu à. Cả nhà ơi. Đóng hai bạn. Thầy đâu, lấy trò trước này. Cóc luôn cả nhà. Sáng luôn rồi. Lấy trò kéo đi trước. Dính sáng luôn. Đây là cái này thả một đêm luôn nha.
Căn nào ơi, bóc nha. Rồi, xong. Dính thịt giỡn. Rồi, mấy. Chết queo luôn cả nhà. Cá quá bự, chết ủng lên. Rồi, có mấy. Mấy
giờ là hai anh em sang cũng mới vừa cuốn lưới xong luôn nha. Bây giờ là dính được hai con, một con này là bự là chết queo nha cả nhà, chết rồi. Cho nên là hai anh em vô đây nè là chờ bán hàng nữa rồi bán nha. Một con này là 3,3 kg nha cả nhà. Nãy sang có căng thử với một con đó chục đục đâu 1,5 kg gì nữa. Quá đẹp luôn. Ngon ghê cả nhà. Ú. Nó dính xa cả nhà, cho nên mình ngâm lưới lâu á, ngâm một giá ớt lưới là ngay con nước lớn á, lên bữa là cỡ khoảng 2-3 tiếng mình mới cuốn được, tại như con cá này dính sớm á. Rồi nó không có gần xuồng, da quá xa cho nên không có biết, rồi mình tới chỗ kéo lưới rồi mình phăng ra thì chết, không hay. Dưới con này đâu 1,5 kg nữa cả nhà. Dưới được hai con tôm nha. Đó. Một cặp luôn cả nhà. Tôm càng nha cả nhà. Quá đã luôn. Tôm này tôm lột nha. Sao me nó hết sảy luôn, giăng me. Hai con cá, hai con tôm luôn. Dưới hồi sáng á là hai anh em săn thả giấc sáng nữa. Một con 1,5 kg gì mà bán rồi nha. Tổng 13 em ốc. Là tổng cộng là ngày nay là ba con cá cóc chứ hai con tôm. Giờ này cũng chiều nha cả nhà. Cũng đâu 3-4 giờ chiều gì. Là giờ này là hai anh em săn bán cá xong á, rồi đi về nha. Rồi ngày mai mới đi thả tiếp. Rồi, sang cũng xin kết thúc video tại đây. Cả nhà có thấy hay á, video hay á thì cho sang một like và một lượt đăng ký kênh nha. Để cho hai anh em sang có nhiều động lực ra nhiều video cho cả nhà xem. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha.